Đây, dầu thẳng luôn. đây em chuẩn bị leo cưa cây dầu nè, cũng khá cao ha, có đường ngã lên lên mé nhánh xong cái cắt hai khúc ngã nguyên cây xuống đường này nè, nó chống chứ phải nhắm cho ngay nha, không ngay là ăn chuồng gà. Dầu này già nhám rồi chóc vỏ cái dầu xuống lớn à. Giờ này cũng gần 4 giờ chiều, gió hơi mạnh à. Ở dưới nó cũng hơi trống ha, khỏe. Dây nào dài quá thì mình treo dây lại ha, để nó không ảnh hưởng tới cái chuồng gà. Mấy nhánh nó làm dây mình treo lại ha. Nhánh xuống ha. Chưa. Rồi, xuống. Xuống đây, xuống tự nhiên đi. Không dính đâu. Xuống được mà. Rồi. Ok, một nhánh. Dầu nó cũng dễ cưa, nó giòn. Rồi xuống đi. Nó cũng giòn, giòn dễ cưa. Chỉ né chuồng gà trong vách trong này thôi. Chắc là do xuống. Ok ha. Rồi, nghe to. À. Toàn
Rồi, ok, cắt đỏ. Rồi, vậy đi. Chết. Một cái đọt. Quá, wow, chắc lóng 4 mét nè. Chắc chắc cái hai lóng 4 mét quá. Dầu hơi nặng cười. Cái hơi dầu quý à. Chưa? Quá đẹp, một khúc. Một khúc 4 mét nữa. Quá mệt. Rồi, ghé đi. Dầu ga quá gít. Rồi, xong. Hạ góc nữa, lụm. Thấy xéo hơi này đây nè. Rồi ok, ngay đó. Tại cây hơi cong. Còn nhanh chiếu. Lấy cái cây này ra. Vô hơi ấy kìa, chưa tới kìa. Hú hồn. Cái
anh em nhé. Tháo dây ra cái xong an toàn.